Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Lan Lê Miền Tây. Hôm nay mình sẽ nấu món canh bông bí với thịt heo băm. Món canh này dễ nấu, đơn giản và ăn rất là ngon. Mình có 500g bông bí, 200g thịt heo băm, 2 muỗng cà phê muối. Bông bí mình mua về mình lật bỏ đi cọng già, mình tước xuống như thế này nè. Mình lật bỏ hết những cọng ngoài, cái bơi ngoài này nè mình bỏ hết. Và mình lấy nhĩ bên trong ra, mình bỏ luôn. Khi mình lật bông bí xong rồi, mình chuẩn bị nửa thao nước và 2 muỗng cà phê muối lúc nãy mình cho vào. Mình hòa tan nước rồi mình đổ bông bí vào. Mình ngâm khoảng 5 phút. Mình ngâm khoảng 5 phút thì mình vớt ra mình rửa lại. Mình rửa lại 2-3 lần với nước sạch. Khi mình rửa xong rồi mình vớt ra gỗ. Mình vớt ra gỗ mình để ráo khoảng 3 phút. Thì thành phần mình nấu hôm nay có ngò rí, hành lá và tiêu. Nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê lưng đường, 1 muỗng lưng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng lưng. Thịt heo mình mua về mình rửa sạch bằng muối và chanh. Mình để gáo và mình băm nhuyễn như thế này. Và mình chuẩn bị ướp thịt. Mình cho nước mắm vào, 1 muỗng nước mắm lúc nãy. Cho hết vào. Bột ngọt mình định ướp phân nửa, còn phân nửa chút nữa mình nêm canh sau. Đường cũng vậy, mình ướp phân nửa. Hành thì mình để củ hành vào. Và cho một chút xíu tiêu. Mình trộn lại cho đều, cho thấm thịt. Thịt đã thấm rồi, mình chuẩn bị bắt nồi nước lên. Mình chuẩn bị 1 lít nước lọc. Mình cho vào nồi. Khi nước vừa sôi lên thì mình cho thịt vào. Mình mở lửa bình thường thôi. Đừng nhỏ quá mà đừng lớn quá. Khi đã sôi lên rồi thì mình hớt bọt. Hớt cho sạch bọt thì nồi nước canh của mình nó mới trong. Mình đổ khoảng 5 phút thì thịt của mình nó đã chín. Khi thịt chín rồi mình để bông bí vào. Mình để bông bí vào hết. Và mình để bông bí xong hết, mình cho gia vị vào luôn. Đường và bột ngọt lúc nãy mình ướp thịt còn đó, mình sẽ để vào hết. Mình cho đường vào và bột ngọt mình để vào, và muối, 1 muỗng muối nãy đó mình để vào hết luôn. Khoảng 3 phút là bông bí mình cũng đã chín rồi. Nồi canh của mình đã chín rồi đó. Mình sẽ để hành vào. Mình cho hành vào. Cho ngò rí vào luôn. Và mình cho tiêu vào. Vậy là món canh bông bí nấu với thịt heo băm của mình đã hoàn thành. Nếu yêu thích xin cho mình một lượt chia sẻ, một đăng ký kênh và một like. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.